Sự hấp dẫn của chất liệu độc đáo, vừa bền chắc vừa sang trọng, lộng lẫy của sơn mài đã thu hút các thế hệ họa sĩ Việt Nam nghiên cứu tìm tòi. Màu vàng son lộng lẫy, không gian sâu thẳm và huyền bí, nhiều chất mới lạ luôn được tạo ra trong không gian sâu thẳm của tranh mà có lẽ chỉ sơn mài mới có thể có được, đã khẳng định vị thế riêng của sơn mài Việt Nam. Đến giờ, Hà Nội vẫn là đầu mối tập trung nguyên liệu và các bậc chế tác nghệ thuật sơn mài nổi tiếng. Đa phần, họ có gốc thành viên của các làng nghề truyền thống, nhập cư Hà Nội và tạo nên 36 phố phường ngày trước. Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội nằm ở quận Hà Đông, tiền thân là trường Mỹ nghệ Hà Sơn Bình, ra đời từ năm 1961, là một trong số ít địa chỉ tại thủ đô dạy kỹ thuật vẽ tranh sơn mài. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 1948, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã phát biểu: "Sơn mài là một danh từ mới đặt sau này để chỉ một kỹ thuật trước kia gọi là sơn ta, nhưng đã biến hóa hẳn do nghệ thuật mài sơn. Kỹ thuật sơn ta cũng tương tự như sơn tàu, có từ đời nhà Hán, sử dụng cùng sơn ta một nguyên liệu là sơn sống. Chất sơn sống này ở nước ta, miền Phú Thọ sản xuất rất nhiều và vẫn bán sang tàu cùng Nhật. Từ năm 1931 trở đi, nhờ sự tìm tòi thiết tha của một số họa sĩ có tài bỏ sơn dầu để chuyển hẳn về sơn mài, sơn ta đã vượt được ra khỏi nơi cầm hãm, ngang nhiên trên đường bao la của hội họa, cứ phương trời xa lạ mà tiến. Từ cái cháp, chiếc khuốc, nó vượt lên bức họa lồng khung quý giá. Từ một phương tiện phụ thuộc làm tôn vẽ đồ vật, nó trở nên một phương tiện độc đáo, diễn đạt nổi tâm hồn của người nghệ sĩ, quên dĩ vãng sơn ta, đổi tên nhũn nhặn là sơn mài." Để có một bức tranh sơn mài gồm có 4 công đoạn. Có một cái bức tranh sơn mài thì cái đầu tiên là người ta sẽ trải qua một cái công đoạn làm vóc, nghĩa là người ta sẽ phải làm từ cái cốt, nó có thể là cốt gỗ hoặc một cốt gì đấy. Sau đó người ta phủ khoảng hơn 20 lớp sơn lên để người ta làm thành một cái bề mặt vóc. Sau đó sau khi có bề mặt vóc rồi thì bắt đầu là đến sang công đoạn vẽ sơn mài, thì sau đó người ta sẽ vào các công đoạn vẽ và có thể tạo chất rồi làm các thủ pháp khác nhau trong quá trình vẽ. Sau khi vẽ xong thì nó sẽ có công đoạn là công đoạn mài. Cái mài đây là để cắt các cái lớp sơn khác nhau khi trong quá trình mình vẽ, nó vừa tạo độ phẳng cho bề mặt tranh và thứ hai là nó sẽ lấy các cái lớp sơn khác nhau, các lớp để tạo ra những cái chất bề mặt khác nhau cho cái tranh. Và sau khi đã mài xong rồi thì người ta sẽ có công đoạn đánh bóng, đánh bóng để làm cho cái màu đấy nó trở lên trong hơn và nó có cái độ sâu, độ tươi của màu. Theo ông Nguyễn Tuấn Cường, người đã vẽ hơn 1.000 bức tranh, dòng tranh này gồm có: ở sơn mài ở Đông Á thì nó có 3 cái giống sơn khác nhau. Thì giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản là họ có một cái giống cây sơn riêng và có cái thành phần chính là Urision. Sơn Việt Nam có độ trong là rất cao, tức là độ trong tốt trong hơn 2 cái dòng sơn kia. Thì cái đặc tính mềm và trong và khi pha màu nó tươi là cái làm cho cái sơn mài Việt Nam nó có thể nó xử lý được rất nhiều các cái kỹ thuật dùng trong tranh. Tại châu Á, năm 1978, sau khi cử 2 nghệ nhân sang học kỹ thuật tại Việt Nam, thì sơn mài Trung Quốc cũng đang có những bước tiến nhanh. Nhưng sơn mài Việt Nam với những chất liệu truyền thống đã và đang khẳng định được vị thế riêng. Cho đến nay, chất liệu sơn mài vẫn còn là những bí ẩn kỳ diệu và đang chứng tỏ khả năng vô tận của mình trong mọi khả năng biểu đạt.